Xin chào các bạn, tôi tên là Lê Thị Hồng Hoa, tư vấn nghiệp vụ dự án EIP tại EVN ICT. Hôm nay tôi xin hướng dẫn các bạn về mảng nghiệp vụ quản lý thuế giá trị gia tăng của phân hệ thuế. Nội dung bài giảng bao gồm: một là nhập thông tin hóa đơn và kê khai thuế giá trị gia tăng đầu vào; hai là nhập thông tin hóa đơn và kê khai thuế giá trị gia tăng đầu ra; ba là bù trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào, đầu ra, xác định số thuế phải nộp; 4 là tạo chứng từ phải trả thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế. Nội dung 1 là nhập thông tin hóa đơn và kê khai thuế giá trị gia tăng đầu vào. Nội dung này bao gồm các phần. Phần 1.1 ghi nhận thuế giá trị gia tăng đầu vào có theo dõi đối tượng công nợ, phân hệ AP sẽ hạch toán, ví dụ nợ tài khoản 641642, chi phí dịch vụ mua ngoài, nợ tài khoản 13311 thuế giá trị gia tăng đầu vào, có tài khoản 331, tài khoản phải trả nhà cung cấp. Phần 1.2 ghi nhận thuế giá trị gia tăng đầu vào không theo dõi đối tượng công nợ, phân hệ CM thực hiện, nợ tài khoản 642, chi phí quản lý doanh nghiệp, nợ tài khoản 1331, thuế giá trị gia tăng đầu vào, có tài khoản 111, 112, tài khoản tiền mặt, tiền gửi ngân hàng. Phần 1.3 ghi nhận phải trả thuế và kê khai thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu, phân hệ TA thực hiện, nghiệp vụ 1, ghi nhận phải trả thuế giá trị gia tăng nhập khẩu, hạch toán nợ tài khoản 33194, trung gian phải trả về thuế, có tài khoản 33312 thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu. Đồng thời ghi nhận nghiệp vụ 2, ghi nhận kê khai thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu, nợ tài khoản 133 thuế giá trị gia tăng và kê khai thuế giá trị gia tăng đầu vào, có tài khoản 33194 trung gian phải trả về thuế. Phần 1.4 nhận bảng kê từ đơn vị cấp dưới, phân hệ TA thực hiện hạch toán, nợ tài khoản 133 thuế giá trị gia tăng đầu vào, có tài khoản 336 phải trả nội bộ. Phần 1.5 ghi nhận kê khai thuế bổ sung cho các hóa đơn kỳ trước ghi nhận tạm treo tài khoản 13895, thuế đầu vào chưa kê khai, phân hệ TA thực hiện hạch toán, nợ tài khoản 133 thuế giá trị gia tăng đầu vào, có tài khoản 13895, thuế đầu vào chưa kê khai. Phạm vi của kế toán thuế không thực hiện trực tiếp kê khai hóa đơn đầu vào, các thông tin hạch toán và kê khai hóa đơn đầu vào sẽ được phân hệ phải trả AP và phân hệ quản lý tiền CM thực hiện. Kế toán thuế chỉ kiểm soát các báo cáo liên quan đến thuế. Nội dung về kiểm soát các báo cáo thuế sẽ được trình bày trong bài kiểm soát báo cáo riêng, nên trong nội dung nghiệp vụ quản lý thuế giá trị gia tăng đầu vào, tôi sẽ chỉ hướng dẫn các bạn cách lập chứng từ trên hệ thống ở phần 1.3 ghi nhận phải trả thuế và kê khai thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu, phần 1.4 nhận bảng kê từ đơn vị cấp dưới và phần 1.5 ghi nhận kê khai thuế bổ sung cho các hóa đơn kỳ trước ghi nhận tạm treo tài khoản 13895. Thứ nhất, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách lập chứng từ tại phần 1.3. Nghiệp vụ 1 ghi nhận phải trả thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu, nợ tài khoản 33194, có tài khoản 33312. Nghiệp vụ này sẽ được nhập trên phân hệ TA tại form invoice. Điều kiện thực hiện là nghiệp vụ hạch toán thuộc kỳ phân hệ AP đang mở và đối tượng cơ quan thuế đã được tạo thành công trên hệ thống. Các bạn thực hiện mở form nhập liệu này như sau. Tại phân hệ làm việc TA, các bạn thực hiện theo đường dẫn. Chọn invoice, chọn entry, chọn invoice batch. Đây là màn hình invoice batch để các bạn nhập tên cho lô chứng. Tôi ví dụ tạo tên lô chứng từ có tên là Hoa LTH gạch thuế. Sau khi nhập tên xong, các bạn nhấn Invoice để vào màn hình nhập liệu Invoice. Bước 1. Nhập các thông tin chung cho chứng từ trên header. Tại trường Tide, các bạn chọn là Tide Standard. Trên Link Partner, các bạn nhấn vào dấu 3 chấm để tìm kiếm và chọn tên đối tượng cơ quan thuế. Supply None là mã số cơ quan thuế tự sinh khi chọn tên cơ quan thuế. Có thể chọn mã số trước hoặc tên cơ quan thuế trước đều được.
Supply side, các bạn nhấn vào dấu 3 chấm để chọn địa chỉ hoặc sắc thuế của cơ quan thuế. Liberty account, các bạn nhấn vào dấu 3 chấm để nhập thông tin về tài khoản hạch toán ghi có. Tài khoản kế toán, các bạn nhập tài khoản thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu. Sau đó nhấn OK. Invoice date là ngày chứng từ. Invoice năn là số chứng từ sinh ra tự động, các bạn không nhập ở trường này. Invoice currency là loại tiền giao dịch mặc định là Việt Nam đồng và cho phép sửa. Invoice amount, các bạn nhập số tiền phải nộp thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu. Invoice date, ngày hạch toán, hệ thống tự mặc định là ngày chứng từ và cho phép sửa đổi. Deception, các bạn nhập diễn giải của chứng từ. Payment currency là loại tiền thanh toán trên hóa đơn. Term là thời hạn thanh toán, yêu cầu bắt buộc các bạn nhập. Bước 2. Nhập các dòng chi tiết của chứng từ, các bạn chọn tab line. Type là item. Amount nhập số tiền phải trả thuế. Deception diễn giải của chứng từ sẽ mặc định theo deception trên header và có thể sửa được. GL date ngày hạch toán được ngầm định theo ngày GL date ở trên header. Default distribution account, các bạn tích vào dấu 3 chấm để nhập thông tin về tài khoản hạch toán ghi nợ. Tài khoản kế toán, các bạn nhập tài khoản trung gian 33194. Nhấn OK. Tích code là thuế suất, các bạn có thể để trống hoặc tích vào dấu 3 chấm và chọn năn. Bước 3. Phê duyệt và hạch toán chứng từ. Để phê duyệt chứng từ, các bạn nhấn vào Action 1. Tích chọn Validate. Nhấn OK. Để định khoản chứng từ, các bạn nhấn lại vào Action 1. Tích chọn Create Accounting. Lựa chọn trạng thái định khoản. Nhấn OK. Màn hình xuất hiện thông báo định khoản thành công, các bạn nhấn OK. Để xem bút toán đã hạch toán, trên thanh menu các bạn kích chuột chọn Tool, chọn View Accounting. Lưu ý các bạn xem định khoản ở màn hình web, nhấn vào View Journal. Nghiệp vụ 2. Ghi nhận kê khai thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu. Nợ tài khoản 133 có tài khoản 33194. Nghiệp vụ này sẽ được nhập trên phân hệ TA tại form journal. Điều kiện thực hiện là nghiệp vụ hạch toán thuộc kỳ phân hệ kế toán GL đang mở. Các bạn thực hiện mở form nhập liệu này như sau. Trên màn hình làm việc phân hệ TA, các bạn thực hiện theo đường dẫn. Chọn Intercompany, chọn Enter, nhấn New Journal. Để vào màn hình nhập liệu, trường journal, các bạn nhập tên chứng từ. Deception là diễn giải nội dung chính của chứng từ. Period là kỳ kế toán. Effective date là ngày hạch toán. Currency là loại tiền. Tiếp đến, các bạn nhập dòng hạch toán. Số 1. Account, các bạn nhấn vào dấu 3 chấm để nhập thông tin về tài khoản hạch toán. Tài khoản kế toán, các bạn nhập tài khoản thuế giá trị gia tăng. Nhấn OK. Debit, các bạn nhập số tiền ghi nợ. Tiếp đến, các bạn nhấn vào dấu ngoặc vuông ở cuối cùng. Context, các bạn nhấn vào dấu 3 chấm. Lựa chọn là kê khai thuế giá trị gia tăng đầu vào. Các bạn tiến hành nhập các thông tin cần thiết để lên bảng kê. Serie number là số serie hóa đơn, không yêu cầu bắt buộc nhập. Invoice now, các bạn nhập số hóa đơn. Invoice date, các bạn nhập ngày của hóa đơn đỏ. Tech type, các bạn nhấn vào dấu 3 chấm để lựa chọn loại kê khai thuế. Supply name, các bạn nhập tên của người bán hàng trên hóa đơn đỏ. Tech registration, các bạn nhập mã số thuế của người bán trên hóa đơn đỏ. Item là mặt hàng, không bắt buộc các bạn phải nhập. Amount, các bạn nhập doanh thu trước thuế. Tech rate, các bạn nhập thuế suất. Sau đó, các bạn nhấn OK, nhập hạch toán dòng 2. Account, các bạn nhập tài khoản trung gian 33194. Nhấn OK. Credit, các bạn nhập số tiền ghi có. Sau đó, xét chứng từ lại. Thứ hai,
tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách lập chứng từ tại phần 1.4, nhận bảng kê từ đơn vị cấp dưới, kế toán thuế hạch toán nợ tài khoản 133 có tài khoản 336. Nghiệp vụ này cũng được nhập trên phân hệ TA tại form journal. Điều kiện thực hiện là nghiệp vụ hạch toán thuộc kỳ phân hệ GL đang mở. Cách lập chứng từ nhận bảng kê từ đơn vị cấp dưới trên form journal tương tự như nghiệp vụ tôi đã hướng dẫn ở trên, chỉ khác ở bước nhập tài khoản. Đối với tài khoản thuế giá trị gia tăng, các bạn ghi nợ. Trường hợp nếu đơn vị có thực hiện kê khai thuế trực tiếp thì các bạn nhấn vào ô ngoặc vuông cuối cùng, chọn context là kê khai thuế giá trị gia tăng đầu vào để nhập thông tin kê khai thuế đầu vào. Hoặc trường hợp nếu đơn vị không thực hiện kê khai thuế trực tiếp thì các bạn không cần phải thực hiện bước kê khai thuế. Số liệu kê khai thuế sẽ được tích hợp bảng kê vào hệ thống. Đối với tài khoản 336, tài khoản nội bộ, các bạn lưu ý phải nhập segment 8, đơn vị nội bộ. Nhập số tiền ghi có, sau đó các bạn nhấn vào ô ngoặc vuông cuối cùng, context, tích vào dấu 3 chấm. Lựa chọn Intercompany và nhập 3 cấp đối tượng. Nhấn OK. Các bạn xếp chứng từ lại. Thứ 3 là cách lập chứng từ trên hệ thống tại phần 1.5. Ghi nhận kê khai thuế bổ sung cho các hóa đơn kỳ trước, tạm treo tài khoản trung gian 13895 thuế đầu vào chưa kê khai. Kế toán ghi nợ tài khoản 133 và thực hiện kê khai thông tin hóa đơn đầu vào có tài khoản 13895. Nghiệp vụ này sẽ được nhập trên phân hệ TA tại form journal. Cách lập chứng từ trên hệ thống, các bạn thực hành nhập trên form journal giống như hai phần trên tôi đã hướng dẫn. Điều kiện thực hiện kỳ của phân hệ GL đang được mở. Nội dung 2 là nhập thông tin hóa đơn và kê khai thuế giá trị gia tăng đầu ra. Nội dung này bao gồm các phần. Phần 2.1, ghi nhận thuế giá trị gia tăng đầu ra có theo dõi đối tượng công nợ, phân hệ AA thực hiện. Hạch toán, ví dụ, nợ tài khoản công nợ phải thu, có tài khoản doanh thu, có tài khoản thuế giá trị gia tăng đầu ra. Phần 2.2, ghi nhận thuế giá trị gia tăng đầu ra không theo dõi đối tượng công nợ, phân hệ CM thực hiện hạch toán, ví dụ nợ tài khoản tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, có tài khoản doanh thu, có tài khoản thuế giá trị gia tăng đầu ra. Phần 2.3, nhận bảng kê thuế giá trị gia tăng đầu ra từ đơn vị cấp dưới chuyển lên. Đối với đơn vị cấp dưới, hạch toán phụ thuộc, không thực hiện kê khai, không nộp thuế tại đơn vị cấp dưới, sẽ chuyển bảng kê lên đơn vị cấp trên, đồng thời ghi nhận bút toán kết chuyển thuế. Đơn vị cấp trên sẽ ghi nhận nợ tài khoản phải thu nội bộ, có tài khoản thuế giá trị gia tăng đầu ra. Và đơn vị cấp dưới sẽ ghi nợ tài khoản thuế giá trị gia tăng đầu ra, có tài khoản phải trả nội bộ. Phần 2.4, ghi nhận thuế giá trị gia tăng đầu ra từ đơn vị cấp dưới kết chuyển lên đơn vị cấp trên. Đơn vị cấp dưới hạch toán phụ thuộc và có thực hiện kê khai, có nộp thuế tại địa phương, được đơn vị cấp trên cấp tiền. Đơn vị cấp trên sẽ hạch toán, nợ tài khoản, thuế giá trị gia tăng đầu ra, có tài khoản, phải trả nội bộ. Và đơn vị cấp dưới hạch toán, nợ tài khoản, phải thu nội bộ. Có tài khoản, thuế giá trị gia tăng đầu ra. Tương tự như nội dung quản lý thuế giá trị gia tăng đầu vào, phạm vi của kế toán thuế không thực hiện trực tiếp kê khai hóa đơn đầu ra. Các thông tin hạch toán và kê khai hóa đơn đầu ra sẽ được phân hệ phải thu AA và phân hệ quản lý tiền CM thực hiện. Nên trong nội dung nghiệp vụ quản lý thuế giá trị gia tăng đầu ra, tôi sẽ chỉ hướng dẫn các bạn cách lập chứng từ trên hệ thống tại phần 2.3 và phần 2.4. Cả hai phần nghiệp vụ này sẽ được nhập trên phân hệ TA
tại FormJournal. Các bạn thực hiện nhập liệu tương tự như các nghiệp vụ ở trên tôi đã hướng dẫn. Chỉ lưu ý các bạn đối với tài khoản nội bộ 136336. Yêu cầu cần nhập segment 8 đơn vị nội bộ và nhập DFF phần ô ngoặc vuông phía cuối. Contact lựa chọn là Intercompany và thực hiện nhập các cấp đối tượng. Nội dung 3 là bù trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào, đầu ra, xác định số thuế phải nộp. Kế toán thuế thực hiện kết chuyển để xác định số thuế giá trị gia tăng phải nộp, hạch toán. Nợ tài khoản, thuế giá trị gia tăng đầu ra, có tài khoản, thuế giá trị gia tăng đầu vào. Nghiệp vụ này sẽ được nhập trên phân hệ TA. Tại FormJournal, các bạn thực hiện nhập tương tự như các nghiệp vụ trên. Điều kiện nhập là kỳ kế toán phân hệ GL đang mở. Nội dung 4 là tạo chứng từ phải trả thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế. Phân hệ TA hạch toán, nợ tài khoản 3331 thuế giá trị gia tăng đầu ra, có tài khoản 33194 trung gian phải trả về thuế. Nghiệp vụ này sẽ được nhập trên phân hệ TA tại form invoice. Điều kiện thực hiện là nghiệp vụ hạch toán thuộc kỳ phân hệ AP đang mở. Bước 1. Nhập các thông tin cho chứng từ trên header. Tại trường tai, chọn là Standard Training Partner. Các bạn nhấn vào dấu 3 chấm để tìm kiếm và chọn tên đối tượng cơ quan thuế. Supply None là mã số cơ quan thuế tự sinh khi chọn tên cơ quan thuế. Liability Account, các bạn nhấn vào dấu 3 chấm để nhập thông tin hạch toán về tài khoản ghi có. Tài khoản kế toán, các bạn nhập tài khoản trung gian phải trả về thuế 33194. Nhấn OK. Invoice Date, các bạn nhập ngày chứng từ. Invoice Currency là loại tiền giao dịch mặc định là Việt Nam đồng và cho phép sửa. Invoice Amount, các bạn nhập số tiền phải nộp thuế giá trị gia tăng. GL Date là ngày hạch toán, hệ thống tự mặc định là ngày của chứng từ và cho phép sửa đổi. Deception, các bạn nhập diễn giải của chứng từ. Payment Currency là loại tiền thanh toán trên hóa đơn. Term là thời hạn thanh toán, yêu cầu bắt buộc nhập. Bước 2. Nhập dòng chi tiết của chứng từ, các bạn chọn tab line. Type là item. Amount, các bạn nhập số tiền phải trả cơ quan thuế. Deception, diễn giải của chứng từ và được mặc định theo deception trên header. GL date, ngày hạch toán được ngập định theo ngày GL date trên header. Trường default distribution account, các bạn nhấn vào dấu 3 chấm để nhập thông tin về tài khoản hạch toán ghi nợ. Tài khoản kế toán, các bạn nhập tài khoản thuế giá trị gia tăng phải nộp. Nhấn OK. Tech code là thuế suất, các bạn có thể để trống hoặc tích vào dấu 3 chấm và chọn None. Bước 3. Phê duyệt và hạch toán chứng từ. Để phê duyệt chứng từ, các bạn nhấn vào Action 1. Tích chọn VE Date. Nhấn OK. Để định khoản chứng từ, các bạn nhấn lại vào Action 1. Tích chọn Create Accounting. Lựa chọn trạng thái định khoản. Nhấn OK. Màn hình xuất hiện thông báo định khoản đã thành công. Các bạn nhấn OK. Trên đây, tôi đã hướng dẫn các bạn mảng nghiệp vụ quản lý thuế giá trị gia tăng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.